quý vị và các bạn có thể nhìn rõ hơn, cây hoàng mai đã nở rộ rồi các bạn. Những cây hiếm hoi nở sớm hơn một chút, tầm 15 ngày so với đúng ngày Tết. Ngộ môn. Giờ xin chào. Mình ở đâu về? Dạ, Đà Nẵng ạ. Đà Nẵng ra hả? Dạ. À, tham quan Huế luôn hả? Đi dài ngày hay là đi trong ngày? Dạ, đi trong ngày. Đi trong ngày. Cái nào bung sớm thì nở sớm. Hoa sớm nở thì mau tàn, cái nào nở sớm thì tàn sớm. Sầu riêng. Đây ngay chỗ khu vực chợ Kim Long đây có một chiếc xe chuyên bán hàng trái cây vào mỗi ngày các bạn. Đó thì bán rất là nhiều loại trái cây luôn, trong đó có sầu riêng. Có dừa, dừa thì bán cả năm. Đến mùa nào thì lại bán thêm loại trái cây đó. Trước đây thì bán chỉ trái cây, bữa nay bán thêm rau củ quả này các bạn. Mình đang đi dạo ở dọc đường Kim Long bên cạnh dòng sông Hương thơ mộng. Và một buổi chiều không khí thời tiết nắng lên. Nhưng mà buổi chiều vào giờ này, tầm giờ này thì gió ở sông Hương rất là mát các bạn. Đoạn này là đoạn đầu đường Kim Long các bạn. Đây có thêm một quán cà phê nữa, đó là quán cà phê Sóc Nâu các bạn. Cà phê Sóc Nâu này là một cái quán mà bán rất là lâu năm, là một cái vị thế khá là đẹp, có một cái view nhìn xuống dòng sông Hương, nhìn qua cầu Bạch Hổ các bạn, nhìn qua cầu sắt thấy cầu sắt rất là rõ. Mình xin mời quý vị và các bạn đi vào thăm các cái vườn mai tại nội thành và cái trước đường Lê Duẩn các bạn. Mấy ngày hôm nay thì mai đã bắt đầu chớm nở rồi. Trong này thì bán rất là nhiều loại hoa lan ở đây các bạn, lan Tết ở đây. Hoa lan. Hoa đẹp, trồng hoa đẹp thế nào. Nhìn xuống rồi chị. Đây ngay cái chỗ đình làng Phú Thạnh đây thì bán rất là nhiều, đã trưng bày rất là nhiều loại hoa lan nữa các bạn. Hoa lan rừng, rồi lan hồ điệp, rồi rất là nhiều rồi. Không khí Tết, các cái dãy hàng, các cái dãy ở bên kia thì cũng chuẩn bị trưng bày hoa rồi các bạn. Đây chính là vườn hoa mai đó các bạn. Hoa mai phía trước đường Lê Duẩn trước thành nội Huế đấy các bạn. Một số cây thì đã nở hoa rồi đấy. Cây này nó đều, tán đều, xây khá đẹp, nở hoa sớm. Đây
thấy bất cảnh rồi. Số hoa thì nở sớm, số hoa thì tới dịp Tết thì chắc nở ra là đẹp luôn các bạn. Cái nào bung sớm thì nở sớm, hoa sớm nở thì mau tàn, cái nào nở sớm thì tàn sớm. Đây, mình đi quên quanh một vòng cây mai, quay cho quý vị các bạn xem. Đây là một cái con đường mà mới được thi công làm đường đi bộ trong cái công viên vườn mai ở trước đại nội đây luôn các bạn. Làm lên một con đường lót đá rất là đẹp. Ở bên là có các cái trụ đèn. Buổi tối thì các bạn đi ngang ở ngoài đường Lê Duẩn, nhìn vào ở phía trong này thì thấy ánh đèn chiếu lên khá là đẹp. Đấy. Bên cạnh những cái cây mai đang nở hoa. Đó, các bạn thấy bên kia có một gốc rất là to rồi, trên nhà tâm rồi các bạn. Phần trên tâm rồi. Ở trên thì hoa mai nở, ở dưới thì có ánh đèn. Cũng được đi bộ đi dạo ở phía trong này thì quả rất là tuyệt vời các bạn. Ở đây thì phía bên ngoài đường kia là đường Lê Duẩn các bạn. Xe đang chạy ở phía bên ngoài. Ở giữa đây là một cái con đường đi bộ. Ở phía trong kia cũng có thêm một con đường đi bộ nữa. Đẹp theo cái con sông, đẹp theo cái bờ thành đó các bạn. Hôm nay mình vào đây để quay giới thiệu cho quý vị các bạn hoa mai đã nở, báo hiệu cho mùa xuân sắp đến, báo hiệu cho ngày Tết cận kề. Giới thiệu cho các bạn công viên, công viên ở đây luôn. Các bạn, đây là cái bạn đường Lê Duẩn các bạn này. Bên đây là bạn chỉ dẫn đi vào thành nội đấy. Trong kia là kỳ đài Huế đấy các bạn, cột cờ cao sừng sững trước ở khu vực luôn. Cửa ngăn, ta đi vào cửa ngăn và chạy vào thành nội Huế các bạn. Ta thấy ở phía hai bên này thì có những chiếc xích lô du lịch. Mùa này thì không có khách cho nên là xe cũng nằm một chỗ luôn các bạn ơi, đất mềm luôn. Đây là những cái thành hào phía trước đại nội. Trời nắng đẹp như này, ta đi vào thành nội tham quan vọng. Đây là cái cầu Thần Công đó các bạn. Đây là vườn mai đại nội. Chúng ta thấy rất là nhiều người đi vào trong vườn mai để tham quan đó các bạn. Đây là hoàn thành đây các bạn. Rất là nhiều khách du lịch. Đây là hoàn thành Huế các bạn. Chúng ta thấy phía bên vườn mai này là có rất là nhiều người, người ta đang đi bộ chụp hình đó, vườn mai đó. Bạn thấy cây sà cừ khổng lồ cổ thụ rất là đẹp. Góc đoạn địa điểm cái đường 23 tháng 8 này là mới nhé, làm lại mấy cái đường hoa đấy các bạn.
thấy rất là nhiều người đang tận những cái không gian ở công viên ở đây để vui chơi trước cái nhà hàng nhạc Hoa Viên đó các bạn. Mình nhớ năm ngoái thì có quay múa lân ở đó cho các bạn xem. Đây là vườn vườn mai đấy các bạn, vườn mai trong Đại Nội đây. Một con đường khá là lý tưởng. Đây, các bạn thấy cây mai đẹp không? Đã cắt tỉa cành rất là đẹp xoay quanh. Dạ không không. Không không đi không đi không đi. Đây, bác xe thù xích lô mời đi dạo quanh một vòng thành nội. Ở trong thành này mà các bạn vào đây các bạn đi quanh một vòng bằng xích lô thì quả là tuyệt vời. Thì mình ở đây thì mình đi xe máy cũng được. Nếu quý vị mà đến tham quan ở Huế mà đi quanh một vòng thì tuyệt vời lắm. Đấy. Các bạn ở đây thì mới nở hoa một số cây đó các bạn. Số cây thì mới nở búp thôi. Cây này thì khá to đấy, nhưng hơi bị nghiêng nghiêng chút xíu. Đây, các bạn thấy cây này này. Cây này là một trong những cây mà mình nghĩ là nở hoa nhiều nhất sớm. Khá đẹp luôn các bạn. Đấy, các bạn có thể chiêm ngưỡng một vòng cây hoàng mai Huế nằm trong hoàng thành. Quý vị và các bạn có thể nhìn rõ hơn, cây hoàng mai đã nở rộ rồi các bạn. Những cây hiếm hoi nở sớm hơn một chút, tầm 15 ngày so với đúng ngày Tết đó các bạn. Ở phía trong kia thì có rất là nhiều bạn trẻ đang tập tập aerobic hay là tập nhảy gì đó, nhảy phong cách trẻ các bạn. Bên đây thì có rất là nhiều người đi vào trong vườn để chọn cho mình cây mai để chụp hình đó các bạn. Những cây mai đây thì đều có cái đánh số các bạn này. Cái này là số 62 này. Đấy. Đây là một cái không gian ghế đá để chúng ta ngồi nghỉ đây. Chụp hình thì quả là lý tưởng ở trong Đại Nội đó các bạn. Có cô đang tạo dáng để chụp hình đó các bạn. Cái bên kia là đường 23 tháng 8, bên này là cửa ngang chạy vào các bạn. Đây là cầu Súng Thần Công. Bạn thấy có cái hoa văn. No. Không nằm lên công trình. Kết thúc nhiệm vụ. Chúng ta chìm ngưỡng lại vẻ đẹp của những cây mai trong Đại Nội, tham quan Đại Nội Huế lối vào. Chiều thì quả là mát mẻ đó các bạn. Tuy nhiên thì sợ hình ảnh nó quay nó không có đẹp. Phía bên kia là Kỳ Đài Huế các bạn. Chúng ta có thể đi vào phía bên trong này. Có rất là nhiều lồng đèn được treo các bạn. Lồng đèn ở đây thì có treo nhiều màu tím, màu vàng, màu đỏ các bạn. Đấy các bạn thấy mọi người đang chọn những cái không gian để chụp hình. Lồng đèn màu tím, bên kia là màu vàng các bạn.
trước kia là màu đỏ, có màu xanh nữa, bốn màu xuân hạ thu đông. Điểm tham quan đúng ra thì ngày 1 tháng 1 năm 2000 là tổ chức đêm hoàng thành, nhưng mà do nhiều vấn đề cho nên là trong đó có dịch bệnh là bị tạm hoãn các bạn. Đây mang cho mình những bộ trang phục áo dài để tham quan đại nội thì rất là tuyệt. Thấy ở xa xa đầu kia là ngõ năm khẩu vị thành công các bạn, cửu vị thành công. Đây là ngõ môn. Ngõ môn. Rồi xin chào. Mình ở đâu về? Đà Nẵng ra hả? Dạ. À, tham quan Huế luôn hả? Đi dài ngày hay là đi trong ngày? Dạ, đi trong ngày. Đi trong ngày hả? Dạ. À, rồi chào nha. Dạ. Rất là nhiều người mặc những bộ trang phục tốt nghiệp đấy các bạn. Đây trang phục áo dài Huế. Đây là chị đài Huế các bạn. Xa xa kia là Vincom. Đây là hướng ở phía đoạn cái này nhìn xuống hoàng thành cửa ngõ môn. Phía quanh đây cũng có rất là nhiều người đi dạo công viên ở đây. Bên đây Trần Bình cũng xin kết thúc video. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.